Dạ. Lúc đó là trong túi con có nhiêu tiền Trang? Dạ, con cũng không biết nữa. Chắc cũng cỡ 36 ngàn. Nhưng mà chắc là đủ thay ớt xe. Nhưng mà lúc đó thì cái tình cảm của hai em á là nó phát triển tới đâu nè? Trên tình bạn chưa? À, lúc đó thì là cũng trên tình bạn của 80. Rồi khi nào thì hai em mới chính thức quen nhau nè? Sau đó khoảng thời gian cũng phải là vài tháng. Lúc đó là mẹ cũng vào rồi được vài lần. Em cũng gặp mẹ thì nói chung á, lúc đó bà cũng nhiều người để ý lắm. Nhiều người để ý mà nhiều người đẹp trai và cao ráo hơn con nhiều. Mình cũng mạnh mẽ lắm mới chiến thắng được những cái con người đó. À, rồi con cũng lấy lòng được mẹ sớm. Mẹ nói thằng này nó chịu khó nè, nó dễ thương nè, nhà gia giáo nè, thôi chịu nó đi con. Dạ sau này mẹ kể vậy. À, mới chịu đúng không? Mới chịu, dạ. Nhưng mà cô hỏi nè, rồi Khâm á, nó làm nghệ thuật vậy chứ mà nó có lãng mạn không? Mỗi một mùa lễ Tết đến là nó tặng bông tặng quà. Đây ngồi, đây ngồi. Xin chào anh chàng đồng nghiệp của tôi. Dạ, sao con nhìn dưới giò con tại đi. Tại sao con không kiếm cái này là không thể nào kêu chị được rồi. Lộ dạ. Không có chị được. Nó gọi tôi một cô từ hồi lúc mà nó chập chững rồi, thành ra bây giờ bắt buộc phải gọi là cô thôi. Rồi cái đôi giày đâu mà con không đi vô mà con bận một cái bộ đồ quýt như vậy mà con lại đi đôi dép vậy hả? Dạ, dạ đúng ra là lúc nào con lên sân khấu cô diễn á, con cũng đi một cái đôi dép. Dạ, đôi dép nó phải 2-3 tấc. Mà bữa nay kệ nó, cái đôi này nó xịt chứ lại đôi này. Dạ, nó có không tạm được. Cô nói là cái đôi kia nó giống như giày của anh Bin nè. Dạ, con mang dạng nó con mang, con không chịu được. Bây giờ nóng giò. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. À, con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Thuận. Ừ. Chào mọi người đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên Nguyễn Thị Trang. Con năm nay là 30 già rồi sao? Ba già 35 tuổi. À. Hiện tại là ở nhà là con đi bán online thôi. À, dạ trước tiên con chào cô Hồng Vân. Chào anh Quốc Thịnh. Dạ chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em là Lê Khâm, nghề nghiệp là diễn viên. Dạ bây giờ em mùa dịch Covid ở nhà phụ bà xã. Dạ bán hàng online. Những mặt hàng em có như là da ua, ăn vặt, cơm trái. Thật sự là anh biết Khâm rất nhiều. Dạ. Và sau này tự nhiên đụng cái thấy Khâm có vợ, anh dạ. Rất là bất ngờ. Thì dạ. Bây giờ anh rất muốn biết và khán giả cũng rất biết là vì lý do gì mà hai em gặp nhau. Dạ. Và lần đầu tiên gặp nhau thì vợ em có ấn tượng gì về em hay không và ngược lại? Dạ lần đầu tiên gặp vợ là ở trong phòng bác. Cũng có nghĩa là đột nhập vô phòng ta vậy không? Dạ con cũng phải có tay trong tay ngoài dẫn dắt được. Con phải nhờ một cái thằng bạn đó, nó có con bồ. Con bồ ở chung với lại bả, nó kêu để nó giới thiệu cho. Xong nó dẫn đâu mày nói thiệt, nó giỡn. Nó thiệt, phòng tao tới 5 con ở chung lận. Trong đó có con bồ tao, mày né ra thôi. Còn như mày muốn tán hay mày tán. Dạ xong dẫn về thì nghĩa một nùi. Dạ một người thì mộng nhiều, một người thì ốm như cò ma, một người thì mập như cái thùng phi, một người thì không có nói gì hết. Dạ còn một người nó thì bồ nó đâu. Dạ còn người không nói gì là bả đó. Dạ dạ không nói gì trơn á, nhưng mà nhìn qua là biết là một người để ý, một người đảm đang. Bởi vì con nhìn thấy cái bờ vai hơi bự, tay hơi to. Là một người gánh vác được công việc nhà. Chà, hay dạ. Quá nhìn cái đôi bàn tay cũng hơi thô kệch. Này không phải là cái xấu nhưng mà cái này là cái tốt từ ở trong nôi. Rồi tôi tóm lại là lần đầu tiên em gặp cô gái này thích liền, ấn tượng với cổ. Thích liền. Dạ. Rồi, mà còn em thì sao Trang? Dạ em mới đầu gặp lại đúng không? Anh cũng đi vô phòng vậy đó, xong cái rồi em ngồi em nói chuyện, nói hết người này tới người kia em đâu có nói đâu. Không nói dạ. Nhiều lắm đúng không? Dạ nói nhiều. À. Gặp ai cũng nói đó. Nhưng mà lúc đó con có thấy anh này duyên dáng rồi ảnh mắc cười, ảnh hài hước không? Thì con chỉ thấy là vô mà gặp ai cũng nói chuyện được hết vậy trời. Hay là mình thấy kỳ. Là một người từ hành tinh khác. Mình thấy kỳ. Cảm giác của con lúc đó là như thế nào? Mới hồi nào là con thấy vô duyên á. Tự nhiên mà mình để cho người ta nói mình vô duyên. Nó không nói là không. Mà trong khi là phòng người khác. Chưa? Dạ không biết. Từng coi anh diễn chưa? Không biết. Dạ chưa luôn. À hèn gì chứ coi rồi là dính liền. Không cần phải phán xét luôn. Như vậy cái tình cảm của hai em nó phát triển từ khi nào? Dạ thì không phải qua phỏng gái tao hoài. Dạ đúng, không có qua hoài được. Mà mỗi lần qua mình phải để một cái điểm gì đó. Thả một cái gì đó rồi về. Là thả cái gì nè? Thì xuống thì mình cũng gọi là để tâm chút xíu về đặc biệt cô ấy hơn người khác. Đó, ví dụ như để gói xôi. Để cái bánh đó. Hay để viên kẹo nhỏ nhỏ thôi. Để hoài thế là dính đúng không? Dạ chắc vậy. Lúc đó là con đang học ở đâu? Dạ con đang học ở dưới quận 2 ấy cơ.
Mà lúc đó ông Khâm ở đâu? Dạ con ở trên Bình Thạnh á. Từ Bình Thạnh qua quận 2 thì cũng gần. Qua quận 2 cũng gần mà đâu gần hung hả? Dạ hồi đó đi bộ với xe đạp không à. Đâu có xe máy. Chà vậy là xa lắc à. Dạ chưa có xe buýt nữa mà. Nhưng mà cái lúc đó là em nó đi diễn rồi đúng không Khâm? Dạ lúc đó là mới chập chững vô thôi. Rồi mỗi lần đi diễn như vậy á thì có chở theo fan này đi theo không? Dạ fan này là đầu tiên em chở đi theo luôn. Những lần mà đi theo vậy có sự cố nào về xe cộ không? Dạ có chứ. Hồi đó thì sự cố hơi nhiều. Thì nhớ một buổi trưa đi diễn xong chở nó đi, xong rồi cái đi về cái nửa đường nhớ là tới đường Võ Văn Tần nó nổ lốp xe cái đồng. Rồi xong người ta banh cái ruột ra là nó tét một khúc kìa. Nó tét một khúc bự chà bá gì luôn. Nói bây giờ anh giá giùm em được không? Nó vạch ra nó cái này có thay chứ giá gì nữa mà giá. Xong cái giờ hỏi anh thay cái này nhiêu anh. Anh nói cái này mà thay mới cũng 35 ngàn. Lúc đó 35 ngàn còn lớn con. Tại vì xăng lúc đó có 5 ngàn lít à. Đúng rồi. 35 ngàn. Xong cái vạch túi ra đâu có 8 ngàn. Cái quay qua bà đang ngồi trên lề đường. Em có tiền không? Giờ người ta thay này 35 ngàn mà không có tiền. Thay đi. Thay đi. Xong cái dạ chú thay em con. Đi làm cả năm trời mà không có đủ tiền để thay cái lốp xe. Coi như là lúc bà đó nói, là... Bà nói câu đó. Dạ. Cho nên là con nhớ. Lúc đó là trong túi con có nhiêu tiền Trang? Dạ. Con cũng không biết nữa. Chắc cũng cỡ 36 ngàn. Nhưng mà chắc là đủ thay lốp xe. Nhưng mà lúc đó thì cái tình cảm của hai em á là nó phát triển tới đâu nè? Trên dạ. Tình bạn chưa? À, lúc đó thì là cũng trên tình bạn của 80. Rồi khi nào thì hai em mới chính thức quen nhau nè? Sau đó khoảng thời gian cũng phải là vài tháng. Lúc đó là mẹ cũng vào rồi được vài lần. Em cũng gặp mẹ thì nói chung á, lúc đó bà cũng nhiều người để ý lắm. Nhiều người để ý mà nhiều người đẹp trai và cao ráo hơn con nhiều. Mình cũng mạnh mẽ lắm mới chiến thắng được những cái con người đó. À, nhanh rồi. Con cũng lấy lòng được mẹ sớm. Mẹ nói thằng này nó chịu khó nè, nó dễ thương nè, nhà gia giáo nè, thôi chịu nó đi con. Dạ sau này mẹ kể vậy. Mới chịu đúng không? Mới chịu, dạ. Nhưng mà cô hỏi nè, rồi Khâm á, nó làm nghệ thuật vậy chứ mà nó có lãng mạn không? Mỗi một mùa lễ Tết đến là nó tặng bông tặng hoa, xong nó quỳ xuống rồi nó nói là anh yêu em hay này kia nọ. Trời ơi, ông đứng mà tao không thấy đâu, quỳ xuống nữa ai thấy. Ông miếng quá à. Chặt đó. Sao này Trang, dạ. Anh ấy có lãng mạn không? Dạ người vậy mà không có cái gì hết trơn á. Không có hoa, không có quà hay lễ Tết cũng không có chở đi chơi gì luôn á. Cũng không có một lời nói mà giống như trong phim Hàn Quốc. Không có luôn á hả? Dạ có. Nói chứ không có sao được. Ví dụ như ngày Valentine á. Valentine. Dạ. Thì con cũng bắt trước mua bông, sô-cô-la, sờ đồ. Gì là có mà Trang. Dạ, nhưng mà mua về cái bà hỏi tiền mua bông để làm cái gì? Thà để tiền ăn cái gì, mua bông làm gì? Đem bông về bỏ cho mà mua chi? Vậy thì giờ mình đi này rồi con cũng bị thui chột. Dạ. Đó là đời đầu đúng không? Cái đời mà chưa cưới đúng không? Dạ đời chưa cưới đó. À, nói nào ngay thì là lúc mà quen á thì nói chứ mình gù cũng ghệ mà cũng phải dày công. Ngày lợi dụng ngày lễ để được gần vui muốn chết sao không? Dạ thì ngày lễ cũng chở mà đi chơi rồi rủ đi ăn, ăn ốc, ăn hủ tiếu dọc đường cũng là ăn. Khi mà cưới về rồi thì những ngày đó là không quên. Dạ nhưng mà trừ khi là cãi lộn thôi. Không có quà nhưng mà lén lén. Dạ. Lên trên giường á, rồi cái con nhớ có một lần là mua chiếc nhẫn vàng. Sinh nhật một lần duy nhất. Mua chiếc nhẫn vàng xong rồi gói dễ thương này kia, xong rồi đem vô trong cái mền đắp lại. Trên giường đắp lại coi như không có gì. Tối lên cái con giá đồ con đi ra ngoài cái ở nhà dỡ ra cái lấy chụp hình cho mình này kia nọ và cuối cùng lấy cắt rồi. Nhẫn làm của đó phải không? Dạ. Nhẫn đeo đúng không? Dạ cũng đeo làm của được. Sao lúc cái con sao Trang? Con thấy con ta thấy sao? Con chỉ thấy mắc cười thôi, thấy ngộ thôi. Thường là ngày lễ hay là sinh nhật đồ không có nhớ. Dạ nhưng mà tự nhiên bữa nay thấy cái chuyện lạ. Xong con lấy con giấu luôn. Rồi nói nghe nè, hai đứa là mấy đứa rồi? Dạ tụi con có một bé. Ủa, tụi em cưới nhau là bao lâu? Dạ tính tới hôm nay là được 8 năm 9 năm. Bé mấy tuổi rồi cưng? Dạ bé nhà em được dạ 5 tuổi. 5 tuổi, con trai đúng không? Dạ con trai. Y chang Khâm mà vui lắm. Bây giờ đến cái phần này hấp dẫn nè. Dạ đúng rồi đó. Hai đứa chắc thích lắm nè. Hồi giật mặt á. Giật mặt đó em. Hồi giờ ưu tiên cho em trước đó. Anh ấy có tật xấu gì không? Em đã xấu rồi mà có tật xấu gì nữa. Em tật đẹp không à? Cái hồi mới quen á thì không biết. Tại vì lâu lâu thì mới gặp thôi thì không có biết. Xong rồi cái sau này em về ở chung á thì mới lòi ra nhiều lắm. Thứ nhất là bừa bộn nè, đụng đâu là thấy đó nè. Có cái này này,
con đẻ ra nó y chang nhỏng luôn. Vô phòng ngủ á, mà không ngủ trước tiên á, do một tiếng động gì đó ơi, đó xong rồi mới ngủ được. Một cái tật của rất nhiều là người hai cha con á. Hai cha con cùng hai cha con ngủ á, thì con nó nằm chính giữa rồi, mẹ nằm bên đây, bà vẫn thọt cái chân qua bên gì nè, gác cho bằng được. Thôi thì để con gác, không không chịu, cha phải gác lên nữa rồi mới ngủ. Cái số em là cái số gánh vác đó. Có khi mà thấy con đang ngồi đó, con làm cái gì cũng vậy, về có cái áo cởi ra cứ thảy vô vậy, thảy vô trên người mình, thảy từ trên thảy xuống. Có chùm đầu con không? Có lúc chùm không? Có lúc chùm đầu luôn á. Kinh khủng lắm. Em không? Hay là em thấy đáng yêu? Mới đầu thì hơi bực mình, nhưng mà làm riết là quen luôn. Bây giờ không thảy không cho hử chịu quá nổi. Bây giờ mà về không thảy là thấy hơi lạ lạ. À, còn gì nữa nè? Tật mê xấu game không? Ừ, tật xấu. Mê mạng xã hội không? Dạ khói mạng xã hội lắm. Lướt coi thử người ta làm cái gì, lướt. Chắc là người mà đẹp không quá đúng không? Hay em đã xấu rồi, phải em phải người đẹp thôi. Không phải là người đẹp nữa, mà khỉ cũng coi, mà chó cũng coi, mèo cũng coi luôn. Cứ ngồi coi mà trong khi đó mình đang nấu ăn, cứ ngồi coi cười hả mà tức cái mình luôn á. Nếu vậy thằng Khâm nó quá hay, nó chỉ có chút xíu gọi là bừa bộn thôi đúng không? Ông cũng cọc tính lắm. Ví dụ như ông đang làm cái gì đó đi, mà ông tập trung ông làm, cái con nấu cơm xong, cái anh ơi ăn cơm, không nghe trả lời. Xong cái con bới cơm lên để tại chỗ, anh ơi ăn cơm đi, cũng không nói năng gì luôn. Lát nữa con rang thét tao cơm nguội gấp cái để đó, cái nói ổng, cái ổng la lại, ổng nhăn tật xấu đó con. Tật xấu có nghĩa là con bị một cái là con rất là tập trung vào việc mà con đang chú tâm, nên là ai làm xung quanh con không có biết. Có đợt là con làm điện thoại đó, con còn làm điện thoại thì con phải tìm hiểu các cái phần mềm của điện thoại để sửa lỗi phần mềm. Thì con tự con ngồi con học trên máy tính đó, bà ngồi bà nấu ăn xong cái bà đem cơm ra, bà kêu ăn cơm đi, con không biết. Lần thứ hai bà đem ra, bà ra bà nhắc nữa là cũng phải là nửa tiếng, con không biết. Lần thứ ba bà ra bà hổ bự lắm đó, cơm nấu ra không ăn, để khô nguội ai sao ăn. Em quay qua thấy làm gì đây không? Trời ơi, cái mà không kinh khủng. Xong là quay vô làm tiếp tục làm. Nghĩa là con say việc, say việc. Hôm nay mới biết được cái tánh khí của thằng Khâm. Đó, nó làm chung mình, nhưng mình chỉ nghĩ là nó hiền lành. Không hiền mà. Con bắt mẹ vợ con đi, con nói thật xấu không? Dạ, hay càm ram. Nha, càm ram. Có một cái dở là không có hiểu, con không có hiểu em. Em bị cái bệnh đó là bị đau bao tử. Mỗi lần đói là tay chân run rẩy liền con. Đói là phải ăn liền. Bà không nấu thì lấy gì con ăn? Con đi ra ngoài ăn, bữa thèm cơm mới đây chứ đâu. Thèm cơm và đi chợ rồi hết rồi, thấy bà cũng bận bờ biểu. Thôi em ngừng tay nấu cho anh chén canh ăn cơm được không? Không. Trời, con tức nổi máu điên lên. Vô lấy cái đồ nấu canh chuông quăng cả đống. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài không ăn uống gì hết, nguyên ngày con không ăn uống gì hết. Đi một vòng về thấy bà nấu, bà xách nồi cơm lên rồi. Thôi cũng kệ, chứ biết sao giờ. Nhưng mà tính con rất là nóng. Còn bà thì cũng nóng như lửa vậy đó, bà mang quả mà có, dạ bà thiêu con dữ lắm. Tức là vợ con có hay có ngọt ngào với con không? Dạ không bà cô. Có nghĩa là một người vợ không ngọt ngào và một người chồng không lãng mạn. Và hai người cùng nóng tính như nhau. Dạ. Mà ở với nhau đâu cũng một thập kỷ như vậy là quá hay. Có nghĩa là ở đây ý con muốn nói vậy là sao, là những cái tật của tụi con á, thì nó không phải là tật xấu, nó là cái tật bản năng của mình. Dạ. Đó, và tụi con chấp nhận cái tật của nhau. Yeah. Đó là bởi vì yeah, ví dụ như lấy nhau 1 năm 2 năm thì còn có cái để mà cô nói này kia kia nọ, nhưng bây giờ là 10 năm rồi em, gần 10 năm rồi, là có đứa con 5 tuổi nữa rồi mà vẫn còn e ấp. Nhìn vợ nó vẫn nè, ngồi nhìn Khâm. Yêu lắm. Là biết là còn yêu dữ lắm. Thì nói đầu ngay thì để mà trường tồn tới giờ phút này á, thì trước đó nó cũng phải có một cái khoảng thời gian mà hai vợ chồng phải trải qua rất là nhiều biến cố. Và hai chồng đã vượt qua được cái biến cố rất là lớn. Thì mới giờ đây mới thấy là trân trọng những cái khoảng thời gian mà mình đã vượt qua đó. Thì rồi thấy rằng là mình ở với nhau, mình đồng cảm với nhau, chia sẻ với nhau là cần thiết. Ok, bây giờ Khâm có muốn nói gì với vợ không? Những gì nói thì đêm qua anh đã nói hết rồi. Đêm qua luôn. Nó là dặn dò trước khi lên đây nghe. À dạ không, cho mới lên truyền hình để mới biết cái nghề của mình. Chứ còn bà không biết thì bà cứ ghen tuông, bà cứ suy nghĩ rằng là ông đứng với bao nhiêu cô gái đẹp, bao nhiêu người mẫu, rồi bao nhiêu người xinh đẹp hơn tôi, rồi bắt đầu ông ngã lòng cũng siêu lòng, rồi cái ông về ông bỏ vợ con tôi. Đó là nỗi niềm của bà mà khóc hoài, là cứ điện thoại hoài cô. Dạ, quay cũng không yên, mà mình gặp bạn cũng không yên. Đó thì mong rằng là
hiểu con hơn trong cái lúc mà con đi làm. Biết là thương là ghen, yêu là ghen, nhưng mà ghen nó có lý một chút xíu. Hả, là vậy thôi. Cô nói với con nè, sau ngày hôm nay thì cả nước biết là con là vợ của Lê Khâm rồi, đúng không? Mà Lê Khâm thì thực sự nếu mà con có tiếp xúc với những người lớn mà đã làm việc chung với Khâm á, kể cả từ đàn anh rồi đàn chị, đàn cô, đàn chú, đàn bác nữa, thì ai cũng có một cái nhận định chung giống nhau là Khâm nó hiền, nó ngoan, Khâm nó có lăng nhăng. Thành ra nó chỉ có duyên dáng ngầm ở nó nói chuyện thì mọi người cười ré lên rồi này kia nọ các thứ thôi. Nên con đừng có ghen chi cho nó mệt mỏi. Đúng rồi. Mệt con mà mệt nó luôn, hiểu không? Mệt cả hai cô. Là 9 năm rồi, có gì nó cũng đã bung rồi. Dạ, đúng. Dễ gì mà giữ được tới 9, 10 năm. Anh nói câu đó hay á. Dạ, em cũng nói với bà mỗi lần bà ghen. Tụi có gì, nếu mà có là bây giờ lòi rồi. Sao giữ được cái kim mà bọc gì mà 10 năm mà bọc ra nổi. Con có mong muốn vợ con thay đổi một chút gì nữa không? Dạ, thì cũng mong rằng là nóng hay là suy nghĩ thì nó cũng suy nghĩ cho tường tận một xíu. Có gì thì mình cứ từ từ, cũng là cái lời nhắn nhủ của chính con, tại vì đôi lúc mình giận á con, mình không có kìm lòng được. Thì bà cũng vậy thôi. Con hạnh phúc là gì? Là vợ con chăm con rất là tốt, thậm chí là lúc mà con bệnh hay lúc mà con mệt mỏi này kia, bà cũng chăm con y như chăm con vậy đó. Thế là con vui. Em thì có mong muốn chồng mình thay đổi điều gì không? Dạ không. Không, cứ vậy ha. Cứ vậy. Anh hay là của em nghe. Thôi, trước khi kết thúc chương trình, anh xin chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn coi như là hiểu nhau và quý mến nhau, cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn.